Dù các tín hữu qua hàng ngàn năm nay đã biết rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, do đó không ai hiểu được sự nhập thể của Đức Chúa Trời cũng như thực chất thật sự của sự nhập thể. Chỉ khi Đức Chúa Trời toàn năng của thời kỳ Sa-rốt đến thì khía cạnh lẽ nhiệm màu của lẽ thật mới được mặc khải cho con người. Là sự nhập thể là gì vậy? Đức Chúa Trời toàn năng phán, trên thực tế sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống trong xác thịt và Đức Chúa Trời làm việc trong xác thịt. Thực chất của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và thành một con người. Amen. Ai cũng biết rằng bề ngoài Đức Chúa Trời nhập thể có một nhân tính bình thường và là một người bình thường. Nhưng Ngài là thần của Đức Chúa Trời thực hóa trong xác thịt và có thực chất thần tính, cho nên Ngài có thể thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời, bày tỏ lẽ thật, tâm tính của Đức Chúa Trời, ý muốn và yêu cầu của Ngài với nhân loại mọi lúc mọi nơi. Mọi người đều ở đây cả rồi, mình bắt đầu thôi. Xin thưa với hai vị, tôi đã là tín hữu nhiều năm nay. Dù biết Đức Chúa Giê-xu là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi vẫn không hiểu Đức Chúa Giê-xu và không đối xử với Đức Chúa Giê-xu giống như Đức Chúa Trời. Phải. Nên khi Đức Chúa Giê-xu Ngài tái lâm lần nữa, tôi đã không nhận ra tiếng Chúa và đã không biết cách để nghinh tiếp Ngài. Phải. Giờ đây chúng tôi đã biết rõ ngọn nguồn của vấn đề này. Chính là vì chúng tôi đã không hiểu lẽ thật của sự nhập thể. Phải. Dạo này nghe được thông công và chứng ngôn của các ông, tôi đã thật sự hiểu rõ rằng sự tái lâm của Chúa vào thời kỳ Sa-rốt chính là sự nhập thể để thực hiện công tác phán xét. Nhưng chúng tôi vẫn không hiểu lẽ thật của sự nhập thể, dễ bị mê hoặc bởi những tin đồn và sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các mục sư trưởng lão giới tôn giáo. Chúng tôi xem Đức Chúa Trời nhập thể như con người đơn thuần, thậm chí còn chống đối và bán bổ Ngài nữa. Vì vậy, tôi muốn hỏi các ông về lẽ thật của sự nhập thể. Là sự nhập thể là gì vậy? Sự khác nhau giữa Đấng Christ nhập thể, các đấng tiên tri và các sứ đồ được Đức Chúa Trời tin dùng là gì? Khác nhau thế nào? Anh đã nêu lên một vấn đề mấu chốt. Lý do mà nhiều người chưa thể tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng vào thời kỳ Sa-rốt là gì điều này? Nếu như chúng ta không hiểu lẽ thật của sự nhập thể, ta dễ thành nạn nhân cho những tin đồn và sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các mục sư trưởng lão. Họ nói rằng Đức Chúa Trời toàn năng chỉ là một người thường và không công nhận Ngài là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Phải. Đó chính là những gì chúng tôi nghe. Vì hôm nay anh đã nêu lên vấn đề rất quan trọng này, chúng ta phải tương giao ở điểm này thôi. Được. Với câu hỏi sự nhập thể là gì và Đấng Christ là gì, có thể nói đây là lẽ nhiệm màu của lẽ thật mà không tín hữu nào hiểu được. Dù các tín hữu qua hàng ngàn năm nay đã biết rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, do đó không ai hiểu được sự nhập thể của Đức Chúa Trời cũng như thực chất thật sự của sự nhập thể. Chỉ khi Đức Chúa Trời toàn năng của thời kỳ Sa-rốt đến thì khía cạnh lẽ nhiệm màu của lẽ thật mới được mặc khải cho con người. Được rồi, cùng xem Đức Chúa Trời toàn năng phán thế nào nha. Tốt quá. Đức Chúa Trời toàn năng phán, sự nhập thể là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt. Một xác thịt với một nhân tính bình thường, đây chính là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống trong xác thịt và Đức Chúa Trời làm việc trong xác thịt. Thực chất của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và thành một con người. Amen. Đấng Christ với nhân tính bình thường là một xác thịt mà trong đó thần được vật chất hóa và sở hữu nhân tính bình thường, ý thức bình thường và tư duy của con người. Được vật chất hóa có nghĩa là Đức Chúa Trời trở thành con người, thần trở nên xác thịt. Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là khi chính Đức Chúa Trời ngự trong một xác thịt với một nhân tính bình thường. Và qua thân xác mang nhân tính bình thường, Ngài bày tỏ công tác thần thánh của Ngài. Đây là ý nghĩa của việc được vật chất hóa hay nhập thể. Amen. Amen. Hãy dở tới trang 1390. Được. Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết, Ngài là sự nhập thể của thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Dù là nhân tính hay thần tính của Ngài, cả hai đều quy phục ý muốn của Cha trên trời. Thực chất của Đấng Christ chính là thần, nghĩa là thần tính. Do đó, thực chất của Đấng Christ là của chính Đức Chúa Trời. Thực chất này sẽ không làm gián đoạn công tác của riêng Ngài, và Ngài không thể làm bất cứ điều gì hủy hoại công tác của chính mình. Ngài cũng sẽ không bao giờ thốt ra bất cứ lời nào trái với ý muốn của Ngài. Amen. Chúng ta tạm dừng ở đây. Sự nhập thể là việc Đức Chúa Trời trở thành con người à? Phải. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói như vậy. Phải. Từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, ta có thể thấy được là sự nhập thể có nghĩa là thần của Đức Chúa Trời được thực hóa trong xác thịt. Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt và trở thành một con người thông thường để mang lời và công tác của Ngài đến trước mặt con người. Đúng vậy. Như vậy có thể nói Đức Chúa Trời trên trời đã trở thành người để phán công tác cứu chuộc và cứu rỗi con người ngay trong thế giới con người. Amen. Ngài có cả nhân tính bình thường và thần tính trọn vẹn. Chỉ nhìn vẻ ngoài của Ngài, sự nhập thể của Đức Chúa Trời trông giống như một con người bình thường. Ngài có quy tắc sống và tham gia cùng những hoạt động như những con người bình thường khác. Ngài cũng có cảm xúc giống như người bình thường. Ngài sống rất chân thực và thực tế giữa nhân gian này. Từ vẻ ngoài của Ngài, Ngài trông chẳng khác biệt hơn bất cứ ai. Nhưng thực chất thật sự của Đức Chúa Trời nhập thể là thần tính. Ngài có thể bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì. Tùy theo nhu cầu của con người, Ngài có thể bày tỏ lẽ thật để cung ứng sự sống và cứu rỗi họ mọi lúc mọi nơi. Có thể thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời mà không có ai trong toàn bộ thọ tạo có khả năng làm được. Amen. Chúng ta đều biết Đức Chúa Giê-xu là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ. Từ vẻ ngoài của Ngài, Ngài trông giống chúng ta, chỉ là một người bình thường và thông thường. Phải. Nhưng tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu có thể bày tỏ lẽ thật và ban cho con người con đường ăn năn. Ngài có thẩm quyền tha thứ tội lỗi của con người và chịu đóng đinh để hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Không con người nào có thể làm như vậy. Phải. Đức Chúa Giê-xu còn có thể thực hiện dấu chỉ và phép lạ. Ngài có thể làm gió yên biển lặng cho 5.000 người ăn chỉ với 5 ổ bánh mì và 2 con cá và hồi sinh người chết. Phải. Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ và biểu lộ nhiều hành động của Đức Chúa Trời. Phải. Đức Chúa Giê-xu cũng đã chu du khắp nơi để rao giảng. Tùy theo nhu cầu của con người, Ngài bày tỏ lẽ thật để cung ứng sự sống và chăn dắt con người mọi lúc mọi nơi. Nó cho phép con người hiểu được những lời và công tác của Ngài chính là của Đức Chúa Trời chân thật và thực tế. Amen. Những lời và công tác của Đức Chúa Giê-xu chính là sự biểu lộ tâm tính sống của Ngài và Ngài có gì và là gì. Không có bất cứ con người nào có thể sở hữu hay là có khả năng đạt được điều này. Amen. Đây thật sự chính là bằng chứng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Amen. Dù Ngài có nhân tính bình thường, nhưng thực chất của Ngài là thần tính. Như vậy, Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và tiếng Đức Chúa Trời. Ngài có thể công tác như Đức Chúa Trời để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Vậy nên, nếu chúng ta chỉ thấy nhân tính bình thường của Đấng Christ, có khả năng chúng ta sẽ đối xử với Ngài như một người bình thường. Nhưng nếu chúng ta nhận ra tất cả những điều Đấng Christ phán là lẽ thật, thì những gì Ngài biểu lộ là tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì. Và thấy những việc làm của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Chỉ có cách đạt đến trình độ này ta mới hiểu được thực chất thần tính của Đấng Christ. Amen. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời chính là lẽ nhiệm màu. Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi đã tin Chúa và đã đọc Kinh Thánh nhiều năm. Và dù biết khái niệm nhập thể là gì, vậy mà tôi lại chưa từng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó là gì. Hôm nay cuối cùng tôi đã hiểu ra. Đức Chúa Trời nhập thể trông giống như chúng ta về vẻ bề ngoài. Ngài trông giống như con người bình thường. Đúng vậy. Nhưng bên trong lại ẩn giấu thực chất thần tính. Thực chất thần tính của Đấng Christ không hề dễ hiểu như chúng ta nghĩ đâu. Phải. Nhận ra rằng toàn bộ những gì Đấng Christ bày tỏ là lẽ thật, và những gì Ngài biểu lộ chính là tâm tính sự sống của Đức Chúa Trời. Không phải là việc dễ dàng. Ta phải thật sự nếm trải công tác của Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật nếu muốn nhận ra điều đó. Đúng là như vậy. Đối với tất cả tín hữu chúng ta, hiểu được thực chất thần tính của Đấng Christ thực sự rất quan trọng. Phải. Nếu không nhận ra thần tính của Đấng Christ, chúng ta sẽ chỉ coi Đấng Christ là một người thường mà thôi. Và thậm chí sẽ xem các tiên tri và sứ đồ như chính Đức Chúa Trời. Vấn đề này không nhỏ chút nào. Bây giờ chúng ta sẽ tương giao về sự khác nhau giữa Đấng Christ và các sứ đồ, các tiên tri được Đức Chúa Trời tin dùng. Được. Phải, đúng. Ta ơn Đức Chúa Trời. Ai cũng biết rằng bề ngoài Đức Chúa Trời nhập thể, có một nhân tính bình thường và là một người bình thường. Nhưng Ngài là thần của Đức Chúa Trời thực hóa trong xác thịt và có thực chất thần tính. Cho nên Ngài có thể thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời, bày tỏ lẽ thật, tâm tính của Đức Chúa Trời, ý muốn và yêu cầu của Ngài với nhân loại mọi lúc mọi nơi. Ngài có thể phán xét, phơi bày và thậm chí nguyền rủa con người, cũng như Ngài có thể cứu chuộc, tinh sạch và cứu rỗi con người. Amen. Các tiên tri và sứ đồ được Đức Chúa Trời tin dùng, họ chỉ sở hữu nhân tính bình thường, thiếu đi thực chất thần tính của Đức Chúa Trời. Như thế, họ chỉ có thể làm công việc của con người. Trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể thực hiện bổn phận của con người. Không ai trong số họ có thể bày tỏ lẽ thật, chứ đừng nói đến thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Dù sự truyền đạt của họ được Đức Thánh Linh khai sáng, soi sáng và phù hợp với lẽ thật, nhưng chúng không phải lẽ thật, mà chỉ bày tỏ hiểu biết và trải nghiệm của họ về lời của Đức Chúa Trời. Nếu xem xét các sứ đồ của thời đại ân điển, họ chỉ chủ yếu truyền đạt hiểu biết và trải nghiệm của họ về lời và công tác của Đức Chúa Giê-xu. Họ chỉ làm chứng và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi xem thư tín của các sứ đồ, ta có thể thấy rằng chúng rõ ràng do con người viết. Chúng là những bài viết nói về trải nghiệm và chứng ngôn của họ. Không từ nào trong các thư tín chứa đựng lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ. Không có từ nào trong đó chứa đựng thẩm quyền và quyền năng như lời của Đức Chúa Giê-xu. Ta thấy lời của các sứ đồ và lời của Đức Chúa Giê-xu khác nhau rõ rệt. Không thể xem xét cùng một cách được. Amen. Nè, nhưng các tiên tri như E-sai và Daniel có thể nói lời Đức Chúa Trời mà. Ông giải thích thế nào? Không biết giải thích sao. Thực ra, khi các tiên tri bày tỏ lời của Đức Chúa Trời, họ làm vậy vì được Ngài ra lệnh truyền đạt lời Ngài. Các tiên tri không thể bày tỏ lời Đức Chúa Trời bằng thân phận của Ngài được. Họ không thể nói ở ngôi thứ nhất. Họ cũng không thể tùy ý bày tỏ lẽ thật. Vì họ đơn thuần chỉ là con người mà Đức Chúa Trời tin dùng. Bản thân họ không phải Ngài. Họ chỉ truyền đạt lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những gì họ truyền đạt rất hạn chế. Cho nên, khi các tiên tri truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, họ tuyên bố rõ là họ đang nói lời Ngài, chứ không phải lời của chính họ. Đúng. Không phải như vậy sao? Điều này quả thật rất đúng. Khi truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, họ luôn nói, Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Đức Giê-hô-va đã bảo tôi nói. Quả thật đúng là như thế. Tất cả những điều này chứng tỏ rằng các tiên tri và sứ đồ chỉ là người Đức Chúa Trời tin dùng. Họ không phải là sự nhập thể của Ngài. Phải rồi. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời có thể được gọi là Đức Chúa Trời vì Ngài có thực chất thần tính. Các tiên tri và sứ đồ chỉ có nhân tính. Họ thiếu đi thực chất thần tính. Và vì thế chỉ có thể được coi là con người. Đây chính là sự khác biệt về thực chất giữa Đức Chúa Trời nhập thể và các tiên tri và sứ đồ. Giờ tôi đã hiểu. Tương giao này đã giúp tôi hiểu rõ hơn. Đức Chúa Giê-xu Christ tuy nhìn bên ngoài như một người bình thường, nhưng lời mà Đức Chúa Giê-xu bày tỏ chính là lời Đức Chúa Trời, và điều là lẽ thật. Amen. Những gì Ngài thực hiện đều là công tác của Đức Chúa Trời, chứng tỏ Đức Chúa Giê-xu có thực chất thần tính. Phải. Mà không có người nào có thể sở hữu được. Amen. Các tiên tri và sứ đồ mà Đức Chúa Trời tin dùng chỉ sở hữu nhân tính. Họ không có thực chất thần tính. Phải. Họ không có khả năng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Phải. Đó là sự thật. Phải. Giờ chúng tôi phân biệt rõ hơn rồi. Đức Chúa Trời là Chúa Trời, con người là con người. Hiểu về Đức Chúa Trời nhập thể quả thật là rất quan trọng. Amen. Thật lòng mà nói, lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mô tả sự nhập thể rất rõ ràng. Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng không tỏ lộ lẽ nhiệm màu của sự nhập thể, chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được lẽ thật của sự nhập thể. Phải. Chắc chắn là sẽ không hiểu được đâu. Đúng là một phép nhựa mòn. Đến giờ tôi mới được chứng cứ. Các anh chị em, hãy để tôi tương giao thêm một chút. Tương giao của các ông rất hợp lý. Nhưng Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta hằng tin chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Amen. Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Không ai dám phủ nhận điều này. Nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các ông tin chưa hẳn đã là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Vì không có ghi chép nào về Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Kinh Thánh. Vậy thì các mục sư và trưởng lão nói đấng mà các ông tin chỉ đơn thuần là con người. Nói các ông đã bị lừa rồi. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. Amen. Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các ông tin chỉ là một con người. Làm sao có thể khác được? Phải đó. Các ông nói Đức Chúa Trời đã nhập thể lần nữa để thực hiện công tác. Sao mà xảy ra được? Chỉ có một sự nhập thể duy nhất của Đức Chúa Trời, và đó chính là đấng cứu thế Đức Chúa Giê-xu. Đấng các ông tin không thể nào là sự nhập thể của Đức Chúa Trời được. Đấng mà các ông tin chỉ là một con người. Mọi người tin rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, không hề sai. Nhưng tại sao mọi người lại tin vào Đức Chúa Giê-xu? Có phải mọi người thật sự nghĩ Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Mọi người tin vào Đức Chúa Giê-xu bởi những gì được chép trong Kinh Thánh và bởi công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng nói gì thì nói, nếu chưa gặp mặt Đức Chúa Giê-xu, có ai thật sự dám nói mình biết Đức Chúa Giê-xu không? Trong niềm tin vào Chúa, mọi người đơn giản chỉ lặp lại lời của Phiêrô rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng mọi người có tin Đức Chúa Giê-xu là sự biểu lộ và chính là Đức Chúa Trời hay không? Mọi người có dám nói mình nhận ra thực chất thần tính của Đức Chúa Giê-xu không? Mọi người có dám đảm bảo nếu Đức Chúa Giê-xu trở lại để bày tỏ lẽ thật, mọi người sẽ nhận ra tiếng của Ngài sao? Tôi không dám. Niềm tin của mọi người vào Đức Chúa Giê-xu thực chất chẳng có gì hơn ngoài niềm tin vào cái danh Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Mọi người không hiểu thực chất thần tính của Đức Chúa Giê-xu đâu. Nếu mọi người đã hiểu, thì tại sao không thể nghe ra tiếng của thần của Đức Chúa Trời? Sao mọi người không thừa nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đến từ Đức Chúa Trời, và đó chính là tiếng và lời của Đức Thánh Linh? Từ những gì tôi thấy, cách mà mọi người bác bỏ tiếng Đức Chúa Trời và phủ nhận lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ, tôi dám chắc rằng mọi người thật sự không hề biết Đức Chúa Trời nhập thể. Đúng thế. Nếu như mọi người được sinh ra 2.000 năm trước, lúc Đức Chúa Giê-xu rao giảng và thực hiện công tác, mọi người chắc chắn sẽ về phe các thầy tế lễ, cả thầy thông giáo và những người Pha-ri-si để lên án Đức Chúa Giê-xu. Tôi nói vậy có chỗ nào không đúng không? Thật sự đúng vậy. Đồng ý. Những thầy tế lễ, cả thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã tin vào duy nhất một Đức Chúa Trời trong nhiều năm. Nhưng sao họ lại không nhận ra Đức Chúa Giê-xu? Nhưng tại sao họ đóng đinh Ngài vào thập giá chứ? Vấn đề ở đây là gì? Tại sao các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo lại không thể nghe được tiếng của Đức Thánh Linh vào thời kỳ Sa-rốt? Sao họ vẫn lên án công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ Sa-rốt? Để tôi hỏi mọi người một câu, có những ai tin vào Đức Chúa Trời nhưng không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể đều là kẻ địch lại Đấng Christ? Những lãnh đạo Do Thái đã chống đối và lên án Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời nhập thể. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị công tác của Đức Chúa Trời phơi bày. Amen. Còn những mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo, những người chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể vào thời kỳ Sa-rốt, không phải họ cũng là những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị công tác của Đức Chúa Trời phơi bày hay sao? Amen. Họ đúng là bị như vậy. Rõ ràng chúng ta có thể thấy đa số các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo đều chống đối công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ Sa-rốt. Họ chỉ nhìn công tác của Ngài mà không thực sự thấy, họ chỉ nghe lời Ngài mà không thực sự lắng nghe. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngài đã chinh phục cứu rỗi và lập nên một nhóm những người đắc thắng. Phúc âm vương quốc đang được truyền bá khắp thế giới, không ai lay chuyển được điều này. Thì ra phúc âm vương quốc đang được truyền bá. Cho hỏi, liệu các mục sư và lãnh đạo tôn giáo có thể không thấy sự thật về công tác của Đức Chúa Trời hay không? Sao họ vẫn có thể nói những điều lố bịch như tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là tin vào con người? Ngẫm nghĩ điều này, tôi liền nhớ đến khi Đức Chúa Giê-xu đến để thực hiện công tác, Ngài đã bị chống đối, lên án và bán bổ như thế nào bởi những thầy tế lễ, cả thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Không phải họ cũng nói rằng tin vào Đức Chúa Giê-xu là tin vào con người hay sao? Vậy vấn đề ở đây là gì? Điều này chứng tỏ có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời cao, nhưng lại rất ít người hiểu biết về Đức Chúa Trời nhập thể. Tại sao Đức Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si đã chống đối Ngài? Vì họ chỉ tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ ở trên trời cao, nhưng lại lên án và chống đối Đức Chúa Trời nhập thể. Amen. Mọi người nói không phải như vậy hay sao? Phải. Ông nói phải. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng không hiểu biết về Ngài sẽ dễ dẫn tới chống đối Ngài. Phải. Các thầy tế lễ, cả thầy thông giáo và những người Pha-ri-si rõ ràng là đã thấy thẩm quyền và quyền năng của lời và công tác của Đức Chúa Giê-xu. Sao họ vẫn có thể trơ trẽn chống đối, lên án và bán bổ Đức Chúa Giê-xu chứ? Họ nói là Ngài đã trừ quỷ bằng cách nhờ chúa quỷ Bê-ên-xê-bun nhằm mục đích mê hoặc con người. Thậm chí, họ còn đóng đinh Ngài vào thập giá khi Ngài còn sống. Phải. Đúng vậy. Như vậy nó chứng tỏ điều gì? Chẳng phải họ làm những điều đó vì họ coi Đức Chúa Giê-xu như một người bình thường hay sao? Như họ đã nói, đó không phải là người Nazareth, con trai một gã thợ mộc hay sao? Phải. Trong quan niệm của những người Pha-ri-si, xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể phải sở hữu những tố chất siêu nhiên. Ngài phải khôi ngô cao trọng với khí chất bất phàm và uy phong lừng lẫy. Lời của Ngài phải kinh thiên động địa và đinh tai nhức óc, làm con người kinh sợ để không ai dám đến gần Ngài. Nếu không thì không phải Đức Chúa Trời. Đúng đó, tôi cũng nghĩ giống như vậy. Tôi cũng vậy, tôi luôn tự hình dung như vậy. Thật ra, họ chẳng hề có hiểu biết căn bản về sự nhập thể là gì, và không chịu tìm kiếm lẽ thật trong lời và công tác của Đức Chúa Giê-xu để tìm thấy tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì. Họ coi Đức Chúa Giê-xu như là một người bình thường, phán xét và bán bổ Ngài dựa trên ảo tưởng và quan niệm của chính họ. Điều này chứng tỏ rằng họ tin vào Đức Chúa Trời nhưng không hiểu Ngài và thậm chí chống lại Ngài. Phải. Amen. Đúng vậy đó. Đúng thế. Hiện tại, các mục sư và trưởng lão tôn giáo nói là đấng mà chúng ta tin vào chỉ là con người. Điều này chẳng khác gì các thầy tế lễ, cả thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, cả họ đã lên án những người đi theo Đức Chúa Giê-xu, có gì khác biệt đâu chứ. Phải. Như mọi người thấy, đa số các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo không khác gì những người Pha-ri-si đạo đức giả thời xưa. Họ đều tin vào Đức Chúa Trời nhưng đồng thời chống lại Ngài. Họ là những kẻ vô lại, chỉ thừa nhận Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời cao nhưng lại phủ nhận chính Đấng Christ. Bọn họ có quyền hạn gì để lên án những người tiếp nhận và dân phục Đấng Christ kia chứ? Mọi người nói có phải không? Phải. Dạ, nó phải lắm. Phải lắm. Mỗi thông công này thật giá trị đối với chúng tôi. Trước đây chúng tôi không có hiểu biết căn bản về lẽ thật của sự nhập thể và không tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Phải. Chúng tôi chỉ nghe những mục sư và trưởng lão nói rằng đấng mà các ông tin chỉ là con người. Chúng tôi chưa từng coi Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự là Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Sự chống đối và lên án của chúng tôi có khác gì so với những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Giê-xu hay không? Chúng tôi thật dốt nát và ngu muội. Phải. Phải. Mối thông công của các ông thật sự thực tế. Tôi thật sự hiểu ra nhiều điều từ đó. Nhờ Đức Chúa Trời đó. Nhưng tôi có một câu muốn hỏi nữa. Cơ sở nào để các ông xác nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Trời nhập thể? Hãy thông công vấn đề này cho chúng tôi. Phải. Tương giao thêm chút nữa đi. Tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi sẽ tiếp tục thông công. Được. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt để bày tỏ và công tác giữa con người. Ngài lần này chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Amen. Nhìn vẻ bề ngoài, Đức Chúa Trời Toàn Năng trông giống như một người bình thường. Ngài sống một cách thực tế cạnh con người, sống giữa họ và tham gia vào đời sống của họ. Ngài bày tỏ lẽ thật tùy theo nhu cầu của con người và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Tốt quá. Nếm trải công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi đã nghe lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng bằng chính đôi tai mình. Chúng tôi đã thấy Ngài tỏ lộ lẽ nhiệm màu của kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời bằng chính mắt mình. Thì ra là vậy. Đó chính là nội tình ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, mục đích kế hoạch quản lý của Ngài, lẽ nhiệm màu của sự nhập thể, cách mà Sátan làm bại hoại nhân loại và thực chất của sự bại hoại do Sátan gây ra, cách mà Đức Chúa Trời làm tinh sạch cứu rỗi và hoàn thiện con người, ý nghĩa và mục đích công tác phán xét của Đức Chúa Trời, người mà Ngài yêu thương và người Ngài nguyền rủa, người sẽ được cứu rỗi và người sẽ bị hủy diệt, đích đến của con người, kết cục của toàn bộ loài người và cách vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trên trái đất. Khi bày tỏ những lẽ thật này, Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phán xét và phơi bày tâm tính Sátan của con người, bản tính của họ và sự chống đối Đức Chúa Trời. Cho phép ta hiểu thực chất và sự thật của sự bại hoại hoàn toàn do Sátan, để thấy mình kiêu ngạo, khoác lác, phản trắc và ích kỷ như thế nào. Chúng ta chẳng có giống con người chút nào. Chúng ta không xứng đáng được sống trước Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Chưa hết đâu. Đức Chúa Trời đã nhập thể, khiêm tốn ẩn mình và sống giữa con người ô uế và bại hoại, bày tỏ lẽ thật để phán xét, phơi bày và cứu rỗi con người. Amen. Trong thâm tâm chúng tôi cảm thấy thực chất sự sống của Đức Chúa Trời là nhân từ và đáng kính. Phải. Tình yêu của Ngài cho nhân loại là chân thực. Amen. Nếm trải sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng lời, chúng tôi trở nên quen thuộc với tâm tính công chính, thánh khiết và không thể xúc phạm của Ngài. Cảm thấy thẩm quyền và quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một cách vô thức, sự kính trọng Đức Chúa Trời lớn dần. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm lẽ thật và tâm tính sự sống của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi. Và đó chính là lúc chúng tôi thật sự nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể đã bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta. Amen. Cho phép chúng ta tự dẹp bỏ sự kiêu ngạo, phản trắc và tâm tính Sátan của mình và sống trọn vẹn hình tượng của một con người thành thật. Đức Chúa Trời Toàn Năng sống giữa chúng ta, đi lại trong các hội thánh. Bề ngoài, Ngài chỉ là một người thông thường mà thôi. Phải. Nhưng Ngài bày tỏ lẽ thật và biểu lộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì. Amen. Những người theo Ngài và nếm trải công tác của Ngài đã nhận được lẽ thật, đường đi và sự sống. Họ thấy cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác thực tế và khôn ngoan như thế nào. Phải. Họ thấy Ngài khiêm tốn và ẩn mình và đáng yêu mến như thế nào. Ngài không chút kiêu ngạo, tâm tính của Ngài không chút bại hoại. Phải, sẽ là hợp lý khi cho rằng Đức Chúa Trời Đấng tối cao sẽ mặc lấy thân thể cao lớn uy dũng, thứ mà con người buộc phải thờ phụng. Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm vậy. Để cứu rỗi con người bại hoại, Đức Chúa Trời đã mặc lấy một xác thịt thông thường, vẻ mặt của một người hoàn toàn bình thường, và đến sống giữa con người bại hoại chúng ta. Ngài bày tỏ những lời phán xét và cung ứng cho chúng ta tùy theo nhu cầu của con người. Đức Chúa Trời nhập thể như một người nghèo khổ và đã chịu đựng những sự sỉ nhục lẫn đau khổ. Ngài phải chịu vu oan, lên án và bác bỏ của nhân tính bại hoại, cũng như sự truy lùng và bách hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể cả vậy, Ngài vẫn bền bỉ với sức mạnh ý chí vô biên để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phải chịu nỗi thống khổ để cứu rỗi nhân loại. Phải, Ngài thật sự tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại thật sự chân thật. Từ điều này chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời thánh khiết và vĩ đại tới giường nào. Amen. Không có một lời nào diễn tả được Ngài. Đức Chúa Trời toàn năng mang chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, mang chúng ta đến đối diện với Đức Chúa Trời, để chúng ta thấy được Ngài, hiểu Ngài và có tình yêu chân thật dành cho Ngài. Và nhờ đó chúng ta được Ngài hoàn thiện để có thể thật sự thờ phụng và dân phục Ngài. Amen. Trong thâm tâm chúng tôi đều thừa nhận Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng tôi hằng tin chính là Đức Chúa Giê-xu đã trở lại trong xác thịt. Phải, Ngài là con người nhưng cũng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng chính là Đức Chúa Trời duy nhất, đấng tạo hóa của trời đất và vạn vật. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài thật là vĩ đại. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng các mục sư và trưởng lão tôn giáo lại lên án cho rằng chúng tôi đã tin vào một con người bình thường. Vậy giờ tôi xin hỏi, trong nhân loại có ai có khả năng bày tỏ lẽ thật và tiếng của Đức Chúa Trời? Không có ai. Có ai giữa con người có thể thực hiện công tác tinh sạch và cứu rỗi nhân loại một cách thực tế như vậy? Không có ai. Trong nhân loại, ai có thể cho phép con người bại hoại được hoàn thiện để thật sự hiểu biết và dân phục Đức Chúa Trời nhờ nếm trải công tác của Ngài? Không có ai. Nhân loại không ai có khả năng làm việc này. Không một ai. Amen. Chỉ Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể thực hiện công tác thực tế như vậy. Amen. Đức Chúa Trời toàn năng chính là sự biểu lộ của đấng cứu thế. Amen. Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể trên thực tế. Amen. Chỉ Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể cứu rỗi nhân loại và chu cấp cho nhân loại đích đến yêu thương. Amen. Ngài là biểu lộ của đấng cứu thế. Đúng rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đúng rồi đó. Tạ ơn Chúa. Vào thời kỳ Sa-rốt, Đức Chúa Trời đã nhập thể trong xác thịt để phán và thực hiện công tác thực tế giữa con người. Phải. Nhìn vẻ bề ngoài, Ngài trông như một người thường, chẳng có gì siêu nhiên. Đúng vậy. Ngài không thể hô gió gọi mưa hay kinh thiên động địa, nhưng Ngài bày tỏ lẽ thật, làm công tác phán xét vào thời kỳ Sa-rốt để làm tinh sạch, cứu rỗi con người. Amen. Điều này cũng như khi Đức Chúa Giê-xu làm công tác của Ngài ở xứ Giu-đê. Ngài cũng nói chuyện chân thật và thực tế, thân mật với con người. Ngài nói và làm việc để chăn dắt, cung ứng cho con người. Đức Chúa Trời nhập thể để thực hiện công tác của Ngài quả thật rất thực tế. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng tôi bám sát Kinh Thánh. Dù có thế nào, niềm tin vào Đức Chúa Giê-xu cũng không thể nào sai được. Dĩ nhiên rồi. Cũng đúng như lời Đức Chúa Trời toàn năng phán, chẳng có lời nào được ghi chép lại trong Kinh Thánh. Ai mà biết đó có phải là lời của Đức Chúa Trời hay không? Phải. Họ vừa tương giao lẽ thật rất rõ ràng, sao mọi người lại có thể nói hỗn xược như vậy? Phải, họ đã tương giao lẽ thật rất rõ ràng. Đúng vậy. Bây giờ thì tôi mới hiểu. Chỉ những trinh nữ khôn ngoan mới có thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Phải. Những trinh nữ khờ dại dù có làm gì cũng không thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Phải. Đây là cách để tách những trinh nữ khôn ngoan ra khỏi những trinh nữ khờ dại. Phải. Kể cả có gặp một trong những trinh nữ khờ dại cũng không thể làm gì để giúp họ được đâu. Phải.